Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3 rưỡi được không em, cuối lời đúng rồi, lấy ba triệu rưỡi hàng tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời? Kệ, có lấy là phòng trọ cho thuê cũng được. 3 mối tình nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó, tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Nhà trai đây, chào em trai, anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha. Để chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay. Và chào anh Nguyễn Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp. Năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Quận mấy? Ở Phú Nhuận. Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3 rưỡi được không em, cuối lời. Đúng rồi. lấy ba triệu rưỡi hàng tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời? Kệ, có lấy là phòng trọ cho thuê cũng được. Mình mà giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ được anh luôn. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ, chào em. Dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ. Ưu điểm của em là sống tình cảm. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng là đi ra ngoài. Được. Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con rồi, ở với mẹ giờ mấy tuổi? Mẹ lấy chồng rồi, được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? Năm ngoái em có gặp, bị dính dịch cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Vì em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành, có gì nói đó, tế sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có 2 mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á. Dạ. Thì á, em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu, em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. Thì đó, vậy thôi. Không hiểu hiểu mà. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi, chào cô chú. Rồi, cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào. Dạ. Nhưng mà thấy là người đàn ông biết chăm sóc gia đình, phải thành thật, không rượu chè, hút sách, cờ bạc. Đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không có nói được gì hết. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau, nếu có duyên có nợ thì tốt, còn không duyên không nợ thì cũng như là
bạn bè, bạn bè dạ, thôi dạ, dạ. Để quên nói chào hai MC dạ. Linh dạ. Vui vẻ hoặc bác và cô Hồng Vân dạ. Xinh đẹp dạ. Vui vẻ. Cảm ơn chị dạ. Cảm ơn cô ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi xin chào chị. Dạ em chào chị ạ à. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé bên đây rất là xinh dạ. Tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu ha. Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này thí dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình. Mở rào. Bắt đầu đi Hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả? Đúng rồi. Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sau này em có thể thi lên làm quản lý. Nhưng mà cái hướng của em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là về này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi. Là kia một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em như em nói là em có những cái tư tưởng về phái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi. Em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống tâm trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy ấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn, dở vô đó đó. Thôi nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Vấp thì mình ở đường nào á? Em ở đường Cây Châm. À Cây Châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Gần sạch luôn á. Thì anh nếu mà được á, rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Mong em tạo điều kiện cho anh. Dạ. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á thì người ta lại muốn thân. Dạ. Thật. Nhìn mặt anh nó khó chịu lắm, nhìn mặt anh muốn nằm châu châu mày nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi, anh Linh này có làm gì chị Vân không? Chị bị Dân áp lực. Để em biết sao là nhìn hồi cái thấy sao nè, ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Yeah. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương. Mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn anh. Bằng hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặt á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn đứng nước cho mình vui nha. Đúng. Hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Còn mắc cả quá trời luôn. Ta đi trong mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay. Dồn dàn về mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi. Một ngày vui giải phóng. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Yes. À, nhà gái mình làm liền em, đừng để bị thua. Chờ người tên là tên đầu tên sự sơ, tình trong di vắng nhạc nhòa
Vào mùa trăng đó, chàng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Trời ơi gian. Bấm một lượt luôn mới ghê chứ, nghe cái sát cấp. Dứt khoát luôn đó. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào. À, có bạn được rồi đó. Bây giờ em phải xin phép bạn hôn một. Dạ, xin phép hai bác. Xin phép em nè. Ừ. Đó, trời ơi đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á. Rồi, đây là món quà của anh ấy dành cho em. Cảm ơn chị. Đêm nay nè cưng, đi xuống cầu thang đi ngang chào ba mẹ cái. Rồi, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Và em cũng đã có một lần định hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm vậy đăng ký kết hôn. Cầu quàng á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Mưa lại về đến những nẻo đường qua, rơi vờ vạ trong một người chờ đợi. Hà Đỗ này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Nguyên Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ, con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không thích đúng không? Không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ, đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh, điểm yếu của mình đó, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính rồi, cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu quàng á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Ngày mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ, nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần định hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm vậy đăng ký kết hôn. Ủa, 7 năm đó yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, thì là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đúng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là duyên nợ chỉ tới được chứng đỏ thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng? Chứ không phải là do có lỗi phải gì hả? Phải có cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói.
có ai nói gì cổ không. Đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em luôn. Có la lối gì không? Dạ không, em không có la lớn tiếng gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là... Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó kỹ tính đó. Ừ. Thì qua thăm đàn gái thì đó, qua thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi dạ. Chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con thích điều gì ở đàn ông? Dạ con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ em có 80%. 80% à? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với ba nội. Ba nội. Với hai cô, một thím và một chú. Rồi. Xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ, xin chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Dạ. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình, do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi. Cháu Long lớn và đứa em gái hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lạnh lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật cháu rất hiền nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ là cũng được, tôi thấy cháu dâu tôi cũng được, tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ con đi với em gái con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị trong trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên đó. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạc ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn anh ơi. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có đây là trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây. Không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng vợ chồng cũng làm, chia sẻ với nhau.
trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ở ngoài. Phong cách ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng, và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo, anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta. Ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó, nhưng mà anh thì không, không sao. Thật ra nếu mà khi mà yêu em, tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. Nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi, hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó. Chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp, cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. Như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy từ quân chỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về đến những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi. Hà Đô này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ với thuở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào? Con hát. Hát em nè. Hát chờ, em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng đếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi về các bạn về vị trí đi. Chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn muốn hẹn hò. Bên đây. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên đó cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình đó. Chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim rồi không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Rất mong là hai đứa sẽ gọi là tìm được một nửa của mình nghe. Dạ. Rồi, mỗi đứa đi một nơi thôi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi
Không có ai hết. Rồi. Hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình. Hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. À, chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Bị chồng đánh là bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nổi. Nên chạy về. Nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Rồi, mời ta giới thiệu về mình. Dạ, em tên Quỳnh Hán Phát, năm nay 42 tuổi. Quỳnh Hán Phát hả? Phát làm công việc gì Phát? Tài xế. Tài xế? Dạ. Phát là làm ở đâu? Làm ở quận nhất, quận 2. Là nhà mình ở đâu? Nhà quận 8. Nhà quận 8. Hiện nay Phát đang ở với ai? Ở với hai đứa em trai. Hai đứa em trai là nhà của mình hay là? Ở nhà của mẹ để lại. À, mẹ để lại. Rồi ba mẹ đâu Phát? Mẹ mất. Ba cũng mất luôn. Ba mất trước. Mẹ mới mất trong dịch này. Thôi, chia buồn với Phát ha. Dạ, gia đình Phát rất là đơn chiếc thôi, ở với hai người em thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Kiển Thị Kiều Trinh, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Em buôn bán quần áo online. Em sinh 1981 ạ. Trời ơi, bạn còn quá trẻ luôn á, nhìn trẻ măng nên Lan cứ nghĩ đâu là nhỏ tuổi hơn không à. Cảm ơn em. Chị Trinh ở Tây Ninh nha. Trinh là ở Tây Ninh là huyện nào Trinh? Dạ em ở Trảng Bàng anh. Ở Trảng Bàng hả? À? Trảng dạ. Bàng thì cũng gần mà. Dạ. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tới Củ Chi là tới rồi. Dạ. Mình nói cho đàn gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ chào Trinh, mình chung là ưu điểm thì hiền, trung thật, khuyết điểm thì hơi nóng tính xíu. Mình hiền, hơi nóng tính chút xíu. Ủa sao nó mâu thuẫn nhau vậy? Hiền mà nóng tính thì khi nào đó quá là mới nóng tính thì bình thường. Quá mới nóng tính, mà nóng tính quá thì em làm gì? Tùy theo tình huống, nếu mà trong gia đình thì mình không nói mình như chỗ khác. À. Còn ở ngoài thì anh em bạn bè thì có thể chửi một chữ kia hoặc là tiếng lại thôi. À. Nó cung là nóng quá chữ thề đó hả? Dạ. Nhưng chữ thề không có mà ok nó không được thì không á. Còn nếu mà quá thì cũng chưa biết. Quá chưa biết đúng không? Thôi mình gái. Chị ơi, mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm của chị thì giỏi, siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Dạ. Còn khuyết điểm thì nấu ăn không được ngon. Với dạo gần đây trí nhớ không biết đi chơi đâu mất tiêu rồi. Chị còn một cái ưu điểm nữa rất là vượt trội mà em nghĩ là chị nên tự hào vì điều đó. Đó là chị quá xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình đó. Cảm ơn em. Em dạ. Cũng rất là dễ thương và xinh đẹp. Trời, hai chị em mình khen nhau chứ không. Chị ơi, mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Trong suốt khoảng 20 năm đó chị không có mối tình nào hết? Có nhưng mà quen chỉ thời gian ngắn không được thì chia tay. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Chị có dễ dàng khi mà nói về cái lý do mà mình phải ly hôn không? Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Với hơn nữa mình bị đánh. Bị chồng đánh là bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nổi. Nên chạy về. Chị không thể kể nữa được. Em có thể ôm chị một cái được không? Cảm ơn. Gì rồi nó cũng sẽ qua chị ha. Em hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp đến với chị. Bây giờ con chị ở với ai? Ở với chị. Ở với chị hả? Một người mẹ đơn thân 20 năm, nuôi con một mình 20 năm rồi. Nhà trai ơi. Cái hoàn cảnh bên kia bên nhà trai cũng đã nghe rồi. Bây giờ mình giới thiệu về nhà trai đi em. Chào anh ạ. Mình thì cũng ở vậy cũng mười mấy 20 năm rồi. Thì cũng nói chung là con thì sống bên mẹ nhưng mà mình nuôi tiền học tiền nuôi hết. Con mấy tuổi? Con 18 tuổi. Là con trai? Con gái. Con gái hả? Dạ. Yeah. Cô gái bên kia rất là tội nghiệp khi mà đã chịu một cái tổn thương quá lớn từ cái người chồng trước.
Em hy vọng rằng là anh sẽ là người bù đắp được cho cổ. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Lý tưởng của anh thì nói chung là dễ nhìn, cao khoảng 1m6 trở lại, hơn xíu cũng được, mà hiền được. Chị đẹp lắm, chị bên đó rất đẹp và rất hiền. Mình nghe cái chuyện đó mà cũng cảm động xíu. Dạ, cái tính nào của người phụ nữ anh không thích? Ghen thì ít thì được, mà ghen nhiều quá thì nó giống như nó bị kiểm soát. Dạ, kiểm soát nhiều quá. Anh không thích kiểm soát. Giả tạo. Người gì nữa không? Chị bên kia thì thích nấu ăn nhưng mà nấu thì cũng không ngon. Miễn có nấu được rồi. Không quan trọng trên đó. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thà cũ có gia đình chưa? Có rồi, rồi đúng có không? Con rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Ha, không chung còn là vướng cũng bận không nữa. Có vướng bận. Thôi, mình qua nhà gái cái. Dạ, em chào anh Linh. À, xin chào em. Cô gái bị quá nhiều tổn thương thì chắc chắn luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta dẹp hết những giọt nước mắt đi. Ha? Dạ. Mình sống với một cái hiện tại tích cực hơn, coi như nó là một cái ước. Bây giờ nè, cười tươi lên cho cuộc đời nó tươi sáng nào. Mình cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao khoảng 1m7. Đúng, có bụng. Sực, đầu có, còn... đầu hói không hói cũng được hết. Đúng rồi, hói không quan trọng. Dạ, mà... hói càng nhiều càng tốt. Em không thích sao mới, em không thích sao mới. Không có sáu muối, đúng rồi. Dạ. Vu lạ quá trời, con thích bụng bự. Không sáu muối. Không cần sáu muối. Dạ. Một muối như vậy cũng được rồi nè. Dạ. Đúng không? Được. Không lăng nhăng, sự nghiệp ổn định là được rồi. Sự nghiệp ổn định. Bên kia lái xe cũng ổn định rồi. Nhậu ít thôi nha anh. Nhậu ít. Bên đừng kia nhiều. Em sợ nhậu lắm. Sợ nhậu. Có nhậu không anh? Mà có một ít hả mày? Thôi đừng nhậu luôn đi anh ơi. Ha, đừng nhậu luôn nha. Cái gì trong cổ em nhậu á, đánh này tổn nên em sợ. Chuyện nó qua rồi đừng nhắc. Càng nhắc càng buồn, càng sợ luôn. Dạ. Bây giờ mình sống ở nhà với gia đình. Gia đình với ai nữa? Mẹ với em với con. Đảng bàn Tây Ninh. Dạ. Ví dụ bây giờ mình về quận 8 mình ở được không? Bây giờ em không nói trước được gì, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu rồi khi đó là mình có thể nói chuyện với nhau vấn đề đó. Cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ thì hỏi người thân, gặp đi. Người thân đi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Tại hai đứa em mới biết làm hết. À dạ, rồi không sao, có chương trình lo. Rồi không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. Mở rào. Chào Linh. Anh Linh, chị có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh ạ. Có tặng cái gì cho bạn gái nói đi. Bông. Bông hả? Mở bông có đẹp không? Cái bông cất vô cái bình. Đẹp hơn gái? Dạ rất đẹp. Rồi, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau đi. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Ở trạm này chắc cũng xa hả? Đi cũng mệt à? Dạ đi hơi xa, tại em ngồi xe bị say xe đó. À. Trước khi đi em phải uống thuốc mới đi. Còn mình nói chuyện, mình ở lâu quê dưới không ta? Dạ em ở đó từ nhỏ luôn á. Em hồi hộp quá. Em bây giờ phát cảm nhận bạn gái thế nào? Bạn gái nhìn xinh, trẻ hơn tuổi, 1-2 tuổi. Anh nghe em nói tâm sự thì cũng buồn, nhưng mà cãi qua rồi đúng không thì thôi. Nói chung là em cũng quên rồi, nhưng mà đến thì nhắc đến em hơi bị xúc động. Đúng rồi, tại nó gắn vô tâm trí mình lâu quá. Đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 năm rồi. Dạ. Cho nó qua nỗi buồn đó đi. Dạ, em quên rồi đó. Chứ mà hỏi đến thì em kiểu như là nó trước nó ù về. À, bây giờ phát hỏi bạn gái đi. Mình ở xa vậy mình hẹn hò sao, có thể mời bạn gái vào cuối tuần hay gì đó. Cuối tuần rồi em có rảnh không ta? Dạ được anh. Ừ. Ủa rồi con ở với mình đúng không? Ở với em đúng không? Dạ dạ. Ủa rồi mình đi có sao không ta? Dạ con em lớn chưa? Con em 21 tuổi rồi. À vậy không sao. Phát có xe riêng mà, lên chừng nào cũng được. Dạ. Thật ra đây Trảng Bàng đâu có xa đâu. Anh như nó là tới Củ Chi là tới rồi. Dạ, Củ Chi lên xíu. Khoảng 70 cây đúng không? 70 cây. Em không rành nữa nhưng mà em thấy gần á. Nào có dịp lên Trảng, không chắc giờ này cũng phải lên thường. Em có hơn. Em muốn đẻ nữa hay là sợ nuôi con? Em thấy là bây giờ thì nuôi con mới khó. Đúng rồi. Nếu mà hai người có con hết rồi, nói chung không cần đứa con thứ ba này kia. Dạ em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nên mình cũng lớn tuổi rồi đó, phải nuôi hay mệt. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ai cũng đã từng hiểu và từng trải qua rồi, là nó đủ rồi. Ý kiến chung của anh có... giống như cái đó đó. Có hết rồi mà có con cả thì dạ. Cần bạn bè sao tuổi già thôi. Dạ đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh cái đó đó. Em làm tại nhà không hết ta? Hay là... Dạ em bán online đó. Em bán rồi em đi giao luôn.
Không có người giao à? Dạ em không có thuê. Tại vì cũng mệt à? Dạ rất mệt luôn. Phải nói là rất rất mệt luôn á. Nhưng mà vì em đang xa vậy? Sao mình không cứ ship à? Tại vì em bán từ nào giờ em đi giao khách quen rồi. Giờ mình kiếm người đi giao, người ta nói nay sao không đi giao mà kêu người ta đi giao, người ta không chịu. Ủa em bán gì ta rồi? Phải quần áo. Dạ. Tại mình cũng kỹ đúng không? Dạ đúng rồi, em kỹ lắm. Nữa có ảnh về anh chở đi giao. Em cảm ơn. Ủa rồi em ăn uống thì ở nhà tự nấu hả ta? Dạ em đi ở nhà mẹ nấu á. Cái em về cái có đồ ăn. Còn mẹ hôm nay nó cũng 80 hả? Dạ không, mới có 6 mấy à. 6 mấy hả? Dạ. Ủa mẹ nấu đồ ăn cho ăn luôn sướng vậy? Dạ tại vì em chứ chạy ở ngoài không à. Em được khi nào mà em rảnh á thì em vô, nhưng mà hình như rảnh vô biết ít lắm. Tại vì em chạy tối ngày luôn á. Ồ. Dầm mưa dãi nắng dữ lắm, thức đêm thức hôm nữa. Trời. Bởi vậy em mập không nổi là vậy đó. Không có gì đẹp rồi đâu cần mập. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Không muốn điều gì xảy ra nữa. Cái thứ nhất là em không thích lăng nhăng. Cái gì em có thể bỏ qua, suy nghĩ có thể bỏ qua, nhưng mà cái tánh lăng nhăng là em sẽ dứt khoát ngay và liền. Nhậu thì ít thôi, càng ít càng tốt. Em chỉ vậy thôi. Anh thì cũng lâu gặp bạn là phải vài ly. Em rất là sợ, sợ nhậu nhiều, em rất là sợ luôn. Em nhìn người nhậu nhiều người. Em sợ lắm. Chị Trinh thì chị hiền á. Thật ra chị sống cũng khép kín lâu rồi. Ở đây thì Phát á, đi thường xuyên giao tiếp nhiều hơn thì Phát có thể mạnh dạn hơn chút xíu. Anh nghĩ rằng là Phát nên chủ động nhiều hơn với người phụ nữ này, có thể giúp họ mở lòng mình ra, mở cửa trái tim mình ra lại. Nếu như mình lấy nhau, gọi là bạn này có thể về nhà ở nhà em được hay không, và có thể làm được cái công việc gì hay không. Nếu mà em được về nhà anh thì càng tốt. Nhà thì ba đứa em thì nó dễ lắm, không sao. Cũng đâu có làm dâu đâu sợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là Trinh với con Trinh về ở luôn được không? Thì đó cũng được, cho mình sắp xếp thôi. Con của Trinh thì cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì đó không, em nghĩ chứ không lo phần đó. Không có lo phần đó. Đúng rồi. Mình phải nói rõ nhau hết những cái điều đó ha. Nếu mà mình tiến tới hôn nhân á thì khoảng bao lâu? Cái khoảng 6 tháng. Có sớm không hay là? Dạ không sao, mình lớn tuổi rồi mà. Đâu có phải tuổi trẻ nữa đâu, để nhiều năm. Đúng. Rồi bây giờ Phát tiến đến cô gái đi. Nắm tay cô gái nào. Thế mà nắm tay. Nãy anh nghe chuyện em cũng buồn nhiều nên mong sau này nói chung bỏ được bỏ qua. Còn ở chuyện tới nếu mà tụi mình tiến sâu tiến xa hơn thì ok, anh sẽ không có tập lại mấy người trước để cho em suy nghĩ nhiều. Dạ em cảm ơn. Để Huyên hát một bài nào đó tặng cho Trinh đi. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Bảy nhạc Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Để tay vào nút bấm đi Phát. Em rất mong là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội, bởi vì chúng ta đã có quá nhiều cái tổn thương và quá nhiều cái mất mát rồi. Thôi thì bây giờ gặp nhau ở trên sân khấu này nó cũng là một cái duyên, một cái định mệnh. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Chính thức hai bạn này hẹn hò với nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Em cảm giác sao? Dạ em giờ hồi hộp quá. Đến đây ai cũng hồi hộp không? Chúng anh cũng run ít hơn xíu. Hai mình có cơ hội đứng xa, tiến xa hơn thì mong sau này sẽ tốt hơn. Em mong anh nói được sẽ làm được. Anh nói anh được. Nhớ nha anh. Em rất là tin tưởng chương trình, cho nên là em hôm nay em đến đây thì cơ hội của mình thì em sẽ cho một lần nữa. Nếu như không chắc thì em không biết sẽ như thế nào. Ok, anh hiểu trên đó thì em cứ an tâm. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hạnh phúc. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà. Chúc mừng anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em đem quà cho chị đi đường này. Đây, đường này luôn. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó.
có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được, nhưng mà em thì hy vọng là bạn gái tránh càng tốt, còn nếu không tránh thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng rồi. Ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên bên kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nữa, thấy chưa? Thôi nhà trai. Thôi đi em trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình. Dạ, đi. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp thay gương. Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mang xét nghiệm ung thư á. Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới nói coi chừng, cẩn thận. Hả? Sao vậy? Rồi bao nhiêu lần hồi hộp chưa qua được hả? Chưa qua được. Vậy đâu thôi, đi về nghe. Qua được qua không? Qua nó la sùm nó mệt lắm, nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chứ. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng. Từ từ quá. Từ từ con, từ từ con. Nhà mình có người lạ qua con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho người ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được, giỏi, giống em không đám tính. Nhiều khi giống nhiều khi tờ sập xuống cũng đám tính. Không, không đám tính, chịu đựng giỏi. Đúng rồi, chịu đựng. Đây là tính tốt quá. Chịu cực chịu khó, nhưng làm em làm từ sáng tới làm việc từ sáng tới thấy bình thường không thấy mệt. Nhưng kiểu mà ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu á, tại vì ở một mình á. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không nhiều cả cảm xúc, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? Thì đúng rồi, mình bảo nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Muốn có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi, ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ầm sùm tò nữa. Mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ầm sùm đó nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè. Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có thể là đủ. Trời ơi, trời. Tả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á. Trời ơi, nó đỡ buồn. Trời ơi, tôi thương không? Nói chứ có người yêu có vợ phải chăm sóc đó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. À, dạ. Dễ thương quá, còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì chậm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được đó. Dạ cũng tạm thôi. Rồi cái gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì... nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng, nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi. Rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc. Bao nhiêu mối tình rồi? Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có nắm tay ai luôn. Trước 27 tuổi.
Thì là Trang cho trắng luôn. Chị nghĩ trắng luôn hả? Còn xem 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3 đó. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn nó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một? Không, không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao ạ? Nói chung là đối phương họ kêu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng vậy đi. Vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bà bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình ở nhà mình chăm bà không? Thực ra không ảnh hưởng, chung là lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok. Anh Quang coi nhà gái không? Rồi chào em gái. Thằng trai bên đây rất là dễ thương ha. Có nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ, lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi. Thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được. Nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều, cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình, nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cái cần ngồi đó, người vợ cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con vậy ta. Khi mình yêu ra rồi mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Trời ơi. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng, em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu mình thích rồi thì cũng không quan trọng. Rồi cái ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi, rồi bạn cho ý kiến coi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương. Ăn nói thì lưu lót. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ. Tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em và những người bạn. Cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Trần Ninh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm nhìn tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con, chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Dạ. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây đi, làm việc đi. Ở đây. Đúng rồi. Mình có món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp làn da các bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống, một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ cảm ơn bạn. Cảm ơn. Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết, nhiều khi cũng thơ ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ
Thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình chứ mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giống bản thân mình chẳng sao được, cũng như là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi vậy đó. Đến với chương trình bạn mối hẹn hò thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn lần đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn mối hẹn hò. Chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong mà họ quen mình xong họ bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thật sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, mà vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào, dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa, tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nữa, thấy chưa? Tự nhiên dướng này thì không làm ăn gì được hết trơn. Mình thì khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xin chào đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, em chung là em khát khao có một gia đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, thì em chung em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng chứ rồi, nếu không mà buông nha. Nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng là bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ, nó biết mình gọi là mơ mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không? Kiểu mà nhìn người thích luôn á. Trái tim rung động không? Nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình nên mình hát bài chung tình. Lời thơ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhuộm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm để cho nhau cơ hội chứ không phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3 hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Giúp bóc thăm trúng thưởng. Nào cũng em bé hết á. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, là một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng những phần quà dành cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn. Ráng lên nha. Chúc nhiều. Rồi, nhớ về lo bạn gái nhiều hơn chó nha. Như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Thứ hai.